Với chủ đề chính quyền và nhân dân tỉnh Siêng Khoảng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hướng về nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trong những ngày qua, chính quyền tỉnh Siêng Khoảng đã phát động các ban ngành, đoàn thể và người dân toàn tỉnh chung tay quyên góp nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn mà chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang phải trải qua do đại dịch Covid-19. Sau 2 tuần phát động, tính tới chiều ngày 15 tháng 9, các cơ quan đoàn thể nhân dân tỉnh và cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại Siêng Khoảng đã quyên góp được gần 200 triệu kíp, tương đương 485 triệu đồng, gồm 93 triệu kíp tiền mặt và trên 20 tấn lương thực, thực phẩm, chủ yếu gồm gạo và các loại củ quả có thể để được lâu ngày. Đây không chỉ là tấm lòng tình cảm của chính quyền và nhân dân tỉnh Siêng Khoảng với chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, một trong những địa phương kết nghĩa của tỉnh Siêng Khoảng, mà còn là tấm lòng của người dân Lào đối với người dân Việt Nam, thể hiện tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.